Cảng tàu đi Hạ Long. Oh, so they want symphony, but they another one that's a backup, I guess. That's the old boat coming out too. Banana. Tàu banana, hai chiếc tàu banana. Chúng mình đi Hạ Long Symphony, chiếc mới nhất. But the remodeling boat. Bà tưởng là chiếc brand new boat nhưng mà cái này đâu phải đâu. Redesign a boat. Anyway, it must be better than the old boats around. A wooden boat. There you go. This is the yacht we're gonna enter.
rồi cắt. Trợ tay của một phi hành gia rất là nổi tiếng của Liên bang Xô Viết ạ. Trên này có cái chùa gì hả? Dạ đây không phải chùa, đây chỉ là cái vọng cảnh để cho mình đứng chụp ảnh thôi ạ. Nếu mình đứng ở trên đấy mình có thể chụp ảnh được toàn cảnh Vịnh Hạ Long luôn, rất là đẹp ạ. Nhà mình chuẩn bị đến giờ đi tham quan hang Sửng Sốt rồi, thì nhà mình ngồi đây một xíu nữa xong là di chuyển xuống giúp em nhé. Em sẽ xuống để chuẩn bị trước ạ. Đi tham quan rồi. Tham quan Sửng Sốt. Tham hang Sửng Sốt trên là cabin khác. Captain. No? Then why do you have a table on the stairs? Huh? Why do you have a table on the stairs? Why don't they just give it us extra? We go up because that table is packed and two people. Rồng đắp đẹp quá trời đẹp. Thank you.
chị chào. Ơi, Symphony cứ đi qua. Symphony chào. Em bấm vé rồi ạ. À. Chào cô hàng xóm. Dạ, em chào anh Đồng Hương ạ. Đồng Hương nhé, kiếm ra được chỗ Đồng Hương. Nhân tiệc nghỉ đầu tiên, nhân tiệc nghỉ đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho nhà mình nhóm ạ. Hàng sáng sốt. Sáng sốt mean surprise. It's a surprise cake. Be very fun. Đây là hàng sáng sốt. Nào mình tới đây là biết là sáng sốt luôn đấy. Người ta như là mấy cái tàu chở mình dưới đó. Đây là mới ở bên ngoài hàng. Chào nghỉ nghỉ chân. Chào ông nướng đó. Rồi, chào lên hàng. Đây rồi đó. Careful, watch out. Đi đi em coi con cho. Let's go, Sarah. Go, go, go. I got a drop of water from the bowl. Dang. I got a move. Thank you.
đi với gia đình, chào 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 cho đi chung gia đình. I like we go in the cave. Scary cave. Connect to the different cave. Windy. Yeah, super cold. Nice. Very nice. Đúng một lối người đi. Ooh, we got a, big. For the water. Oh man. Got a smaller cape right here. Wow. Amazing. Không trèo lên nhũ đá. Nhìn nhà mình để không nghĩ đến. Kia, bán ở kia hả chị?
water, drop it my camera. Drop my camera. Water. Drop my camera. The water. Được là cái này là con khỉ thu nó luôn. Chú vô một cái hang khác nữa. Chú vào cái hang nhỏ nữa. Không thấy đường không? Tối quá không thấy đường. Ôi trời, một hang này còn rộng biết mấy nữa. Ôi, đây là mới gọi là kỳ quan của thế giới. Ôi, xem. Thế thôi. Ôi, rộng thế. Muốn chụp hình làm chìa khóa không? Khóa làm cái gì? Chụp gì? Trời, cái hàng này lớn ghê hồn á. Khoan trên này, ôi trời, khoan này sống đại gia tộc ở trong này được luôn.
hóa rồng. Dạ vâng ạ. Nếu như nó hóa rồng thành công, nó sẽ là một trong bốn tứ linh của Việt Nam, là con rồng đứng đầu tứ linh luôn ạ. Thì đây là cái hóa thạch ở phía trên đỉnh đấy, mà không phải là lúc nào mình đi qua hoặc là cái không có người chỉ, không mình cũng sẽ không để ý ạ. Nhưng mà mình di chuyển phía bên này. Rồng hóa thạch. Nước ở trong này nó tự động nó chảy ra từ trong cái mỏm đá này. Hay quá. It's a long walk for the cave like this. Đấy, đi tập thể dục trong này nó mới ra, nó mới xuống cân nhanh này. Thank you.
Minh Ho Kỳ. Còn những cái sập cái này là cái hàng đã sập cái này đã ngổ ngang luôn, quá lớn luôn.
chưng. Bao nhiêu bộ? Tất cả những cây bậc thang cả lên cả xuống này cũng rơi vào khoảng tầm 700 bộ rồi. Đây là cây sống nhá. Ui chà. Dạ, không phải là cây chết rồi đâu ạ, cây sống nhá. Chẳng qua mọi người bán nhiều. Bán nhiều nó chày. Ui chà. Step 700 step. Cá đối quá trời. Quá trời cá đối luôn. Yeah. Mình đang đi Thăng Long.
private room with AC. Yeah. Alright, just on. And have a restroom. Just us? Washroom, restroom, private room. Okay. Yeah. Injured? Tuna in Vienna. No, it's salmon. It's salmon in Vienna. How are you? You want watermelon? A full table of food, a private room. Damn. You guys so luxury. Beer. Vịnh Hạ Long. Chắc là nhiều tàu lớn ha. Ambassador Cruise, Hạ Long Bay, Việt Nam. Quá trời tàu, đây là biển tắm này. So everywhere.
bữa tối ăn tối ở khách sạn là mai mai biết rồi, bây giờ có thể ở đây với nói là cái gì đó. Room job. Mai room job thì mai. Đây là ăn tối anh Bùn Thanh với cảnh đẹp như sợ chưa? Đó, quá trời vui rồi, quá trời đẹp. This better? Nicer?